người Hồi giáo phi luật từng hoan nghênh thỏa thuận hòa bình tên từ Maguindanao. Người Hồi giáo ở miền Nam phi luật từng hoan nghênh thỏa thuận hòa bình mà chính phủ trung ương và các nhóm nội dạy Hồi giáo đã đạt được. Họ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 40 năm, khiến 120.000 người bị thiệt mạng và ngăn cản sự phát triển tại khu vực giàu tài nguyên. Bạo lực đã làm xáo trộn cuộc sống tại các tỉnh có đông người Hồi giáo Mindanao, nơi hàng trăm ngàn người đã phải di tản trong nhiều thập niên xung đột giữa chính phủ và quân nổi dậy. Người Hồi giáo tại tỉnh Maguindanao lạc quan rằng thực thể chính trị được gọi là Bangsa Moro cuối cùng sẽ được thành lập sau khi một đạo luật được thông qua mở đường cho sự phát triển. Tuy nhiên, chính trường bất ổn và bạo lực vẫn có thể cản trở kế hoạch này. Vẫn có nguy cơ các phe phái Hồi giáo cực đoan có thể tách ra khỏi mặt trận giải phóng quốc gia Moro và tiếp tục chiến đấu tại khu vực có lịch sử liên hệ với phiến quân Taliban. Ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được công bố, một nhóm ly khai cho biết họ sẽ tiếp tục chiến đấu để thành lập một quốc gia Hồi giáo độc lập.